Xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chế một chiếc mỏ hàn mini từ việc tái chế lại máy sấy tóc bị hỏng. Các bạn có thể xem lại bằng liên kết phía trên hoặc truy cập link ở dưới phần mô tả để không mất thời gian của các bạn. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tái chế lại máy sấy tóc để làm một cái máy cắt mút xốp. Các bạn chú ý đón xem nhé. Các bạn có thể kiếm một chiếc đài FM cũ từ dưới nhà kho hoặc mua lại chúng ở các nơi thu mua ve chai. Mình sẽ tái sử dụng lại chiếc anten của nó bằng cách cắt bỏ đi khúc đầu và khúc cuối. Khúc giữa này sẽ là lựa chọn phù hợp nhất vì nó không quá to và cũng không quá nhỏ. Thành công loại bỏ được hai đoạn đầu và cuối, lấy được phần giữa của anten ra. Nó là một ống bằng kim loại có đường kính khoảng 2mm. Tiếp tục cắt một đoạn gen cách điện sợi thủy tinh, một đoạn dài hơn ống kim loại kia khoảng chừng 1-2cm. Nếu các bạn có ống gen nhỏ thì càng tốt. Nếu các bạn không có ống gen loại nhỏ thì hãy làm như mình đây. Chỉ đôi ống gen đấy ra thành hai phần. Hãy dùng kéo cắt dọc theo phần thân của đoạn ống gen để khi cuộn lại nó có thể thành một ống gen nhỏ hơn. Chọn một trong hai phần ống gen vừa cắt, cuộn lại thành ống tròn và nhẹ nhàng nhét nó vào trong ống kim loại như thế này. Nhét ống gen vào ống kim loại, sao cho ống gen cách đầu bên kia một đoạn khoảng chừng 5mm, đầu còn lại thừa ra ngoài cũng không sao, làm theo như hình mẫu ở trên nhé. Tiếp đến với phần dây mai xô lấy được từ máy sấy tóc hỏng. Cắt một đoạn sao cho nó dài hơn cái ống kim loại đã được luồn gen cách điện nhé. Từ từ luồn dây mai xô qua ống kim loại đó. Ở một đầu thừa ra, các bạn uốn nó quanh một thanh kim loại nhỏ khác để tạo thành một hình lò xo. Tiếp tục nhét phần giống với lò xo vừa tạo đó vào trong ống kim loại để nó tiếp xúc với ống kim loại nhé. Các bạn có thể tham khảo hình vẽ phía trên đây để hiểu rõ hơn nhé. Gắn ống kim loại đó xuyên qua một miếng nhựa hình tròn. Miếng nhựa hình tròn đó được cắt ra từ mạch điện tử vì nó có thể chịu được nhiệt độ rất cao. Bây giờ, hãy nối một dây điện vào phần bên ngoài của ống kim loại, một dây nối trực tiếp với dây mai xô. Việc gắn một đầu dây điện vào vỏ của ống kim loại như vậy, vì một đầu của dây mai xô đã được tiếp xúc với ống kim loại kia rồi. Phần dây mai xô còn lại trong ống đã được một lớp gen cách điện bao phủ, đó sẽ là phần sinh nhiệt cho máy cắt của chúng ta. Hãy bọc một lớp cách điện cho mối nối để chúng không tiếp xúc với nhau nhé. Ở video trước mình có làm một cái tay cầm như này. Bạn nào chưa đem thì có thể xem lại video trước, link mình để dưới phần mô tả. Để video này không quá dài mình sẽ tận dụng lại cái tay cầm đó. Bây giờ kết nối hai phần lại với nhau là hoàn thành tác phẩm của chúng ta rồi. Chiếc máy cắt mút xốp bằng nhiệt của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ hãy gắn binh vào và bấm nút, chờ vài giây cho nó nóng lên là có thể cắt được xốp rồi đó. Bây giờ các bạn có thể thoải mái tạo hình mút xốp với cái máy cắt này rồi. Nó hoạt động rất tốt,
nhiệt độ nó tạo ra cũng rất ổn định, thoải mái cắt các loại mút, xốp mô hình. Sử dụng đơn giản, hết pin thì có thể sạc lại, rất nhỏ gọn mà công dụng thì khỏi phải bàn, cắt xốp như cắt bùn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, chúc các bạn thành công với ý tưởng này. Có thắc mắc gì hãy để lại bình luận phía dưới video này. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo từ mình nhé.